Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ. Vâng, và hôm nay em lại tiếp tục lấy được một chiếc Dark Onkyo Dark 1000 đầu giải mã chuyên nghiệp 32 bit 192 kHz. Và trước mắt các bạn là một con Dark vẫn còn mới. Hàng này là hàng nay new nhé các bác nhé. Hàng này không phải là dùng rồi đâu, mà hàng này nó là gọi là hàng trưng bày. Rất là hiếm, tại vì bác khách này đã dặn em lâu thì em mới tìm được một con nó đẹp như thế này. Tất tần tật là không một vết xước hay là không một cái gì cả. Hay là bị làm sao, vẫn nguyên thùng xốp. Thì hàng trưng bày thì tất nhiên là nó vẫn còn nguyên và đẹp lắm các bạn ạ. Đấy, như trước mắt các bác nhìn này. Đấy, chiếc đầu đấy. Em quay cận cảnh cho các bác xem có vết xước hay là vết gì không. Vẫn có một tí bụi, nhưng mà em chưa lau. Đó là chiếc Onkyo Dark 1000. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu và xem chức năng của nó như thế nào, và giới thiệu qua cho các bác xem. Những bác nào mà quá thông thuộc, quá quen thuộc rồi thì em mà nói sai cái gì thì em mong các bác chỉ giáo em. Đó, trước mặt thì nó chỉ có bật nguồn. Nút power này là on off, là cái này là tổng và cái này là tắt đi điện, ngắt hẳn điện. Còn cái này là bật lên hoặc là tắt đi là vẫn được. Còn đây là cổng chọn, model là chọn optical hay là gì thì tí em cắm điện em sẽ giới thiệu cho các bác. Đó, thì cũng vẫn trong tình trạng là nguyên thùng, dây vẫn còn nguyên dây. Đó, dây em chưa cắm, thì em chưa cắm là để em tí em xoay ra đằng sau quay cho nó dễ. Đó, thì các bác thấy hay thì hãy ủng hộ cho em một like, một share và đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Thì bây giờ em sẽ quay ra đằng sau có những đầu vào gì. Đó. Con này thì của Made in Malaysia, đặt nhà máy ở Made in Malaysia. Các bác biết là dòng Onkyo này thì để nói nó làm về Dark chuyên nghiệp thì em thấy là rất là ít. Hầu như là có một đời này thôi. Điện 100V, 50 đến 60Hz, 15W. Đấy, Made in Malaysia đây. Nguồn điện vào là 100V. Đấy, em sẽ quay sát ở cận cảnh cho các bác xem. Đó, và có đường 3 lăng. Hay là bắp chuối này. 3 lăng này. Con này rất hay có ba lăng, những cái chiếc âm ly mà có ba lăng thì rất là tiện. Và RCA analog output, và đây là ba lăng lấy tín hiệu, có cả ba lăng lấy tín hiệu nhé các bác nhé. In cô xoang này, in 1, in 2 và optical in 1, in 2, và có cả output đây nhé các bác nhé. Và USB lấy nhạc. Tí nữa em sẽ test thì em sẽ lấy nhạc từ USB này nha các bác nhé. Đó, thì sơ qua thì nó cũng chỉ có như thế thôi. Và đây nó có đường ri ri gì này, remote control jack 3,5. Đó, thì đằng sau nó như vậy, rất là đẹp, vẫn còn mới nguyên. Tại vì hàng trưng bày các bạn ạ, hiếm lắm. Ở bên này hiếm khi mua được cái hàng trưng bày này lắm. Sợ mua được một chiếc hàng trưng bày thì nó rất rất là khó, chứ không phải là khó bình thường. Đó là chiếc Dark Onkyo 1000. Thì từ lúc em làm giờ thì em mới mua được một con nó còn đẹp như thế này. Thì bây giờ em sẽ cắm điện và kết nối cho các bác xem đường sáng, đường cổng chọn vào nhé các bác nhé. Đấy, thùng xốp thì em kê hẳn lên thùng xốp nguyên zin của nó. Bây giờ em sẽ cắm điện. Em đã cắm xong nhé các bác nhé. Đấy, thì em bật rồi thì nó vẫn đang ở USB này.
cổng chọn nhé các bác nhé. Đây, cổng chọn em sẽ ấn cho các bác xem. Đấy. Ultrasound 1 này. Ultrasound 2 này. Optical 1. Optical 2. Và cái này là EPU, là cái jack 3.5 đấy các bác ạ. Đó, và USB. Và nút này là nút delay. Đó, nói chung là qua qua thì nó cũng đơn giản như vậy thôi. Đó, thì bây giờ em sẽ mời các bác nghe chất âm của cái đầu đác này nhé. Đây, em sẽ cắm dây tín hiệu để lấy nhạc. Rất là đẹp. Thì bây giờ em sẽ bật một ca khúc bài 15 tình cũ. Rồi em sẽ kết nối với cả đôi Peeler. Thì ở video trước thì em có quay rồi. Thì hôm nay em mượn đôi Peeler để em quay nhé các bác nhé. Để em kết nối em quay cho các bác xem. Thì bây giờ em xin mời các bác cùng thưởng thức bài 15 tình cũ ạ. Không gặp tưởng tình đã cũ, máy bay bao năm tưởng mình đã quên, như mưa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mắt năm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn còn trong ta cả một trời yêu. Rồi em lại tiếp tục next một bài khác, để ví dụ mà có một bài mà nó bị bản quyền thì em vẫn còn một bài khác nha các bác nhé. Em sẽ một bài Nắng Hạ.
Vâng, và vừa rồi em đã test qua mấy bản như vậy, mỗi bản một tí thì em đi để tránh bản quyền các bác ạ. Thì mong các bác thông cảm, thì chắc là em cũng xin kết thúc video. Thì em đã giới thiệu qua cho các bác một con Onkyo DAC Tác 1000. Con này tình trạng mới như này và nó như thế này thì khoảng về đi Việt Nam nó khoảng 10 triệu 500. Đó, 10 triệu 500 là hàng còn mới đến 99,9%. Tại vì hàng chưa trưng bày, chưa được dùng. Em test này mới là em test như này thì mới là bắt đầu là để dùng đấy. Đó, thì chắc là em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo. Các bác thấy hay thì hãy cho em xin một like, một share và đăng ký kênh để em có nhiều động lực đi quay cũng như là đi lấy hàng cho các bác. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Và bây giờ em xin kết thúc video. Em xin kính chào các bác ạ.